Lên cái máy thứ 300.000 luôn nha anh em ơi. Kubota M7040 về Phú Yên các anh em, sông Hình Phú Yên thì phải. Giờ lên xe nè. Để còn thiếu cây đòn trong kìa họ. Bạn ơi. Là máy thứ 3 nha. Đó, quá scan span luôn rồi. Xe này thì bảo dưỡng sơ qua những cái cần thiết. Rồi thay dầu động cơ, thay dầu thủy lực. Ha, rồi lên xe về nhà thôi. Rồi, lụm lúa. Lên xe. Xong nha anh em. Rồi, cảm ơn mấy anh trai ở Phú Yên đã ủng hộ nha. Bà con nhà mình cần xe gì cứ liên hệ cho máy nồi Thủy Tiên. Cảm ơn mình rất nhiều ạ.